Các học sinh mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 54, phân số và phép chia số tự nhiên, tiết 1. Để theo dõi toàn bộ video về môn toán lớp 4 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog, các em có thể tìm kiếm với từ khóa toán 4 kết nối Thành Đô Vlog để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp 4. Các em có thể tham gia nhóm Zalo hoàn toàn miễn phí bằng cách là các em mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là các em tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi tham gia nha. Để tiếp thêm động lực cho kênh Thành Đô Vlog, quý vị phụ huynh có thể ủng hộ kênh theo số tài khoản được đặt ở phần mô tả của video. Kênh Thành Đô Vlog xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh rất nhiều. Bài 54 Phân số và phép chia số tự nhiên Trước hết là các em vào phần khám phá Chúng ta có tình huống như sau. Chia đều 3 cái bánh cho 3 bạn thì mỗi bạn được 1 cái bánh. Ta có phép chia là 3 chia 3 bằng 1. Nếu chia đều 3 cái bánh cho 4 bạn thì mỗi bạn được mấy phần cái bánh? 3 cái bánh chia đều cho 4 bạn, ta có phép chia 3 chia 4. Vậy 3 chia 4 bằng bao nhiêu? Các em hình dung như sau. 3 cái bánh chia đều cho 4 bạn Vì 3 không chia hết cho 4 Cho nên chúng ta sẽ chia như sau Mỗi cái bánh kem chia thành 4 phần bằng nhau Thì mỗi phần chính là 1 phần 4 cái bánh Trước hết là kem chia cho 4 bạn Mỗi bạn 1 phần Ta thấy vẫn còn bánh kem tiếp tục chia cho mỗi bạn một phần nữa. Vẫn còn bánh, kem lại tiếp tục chia cho mỗi bạn một phần nữa. Như vậy, mỗi bạn được 3 phần. Bạn nào cũng được 3 phần. Một phần là 1/4 cái bánh. Vậy 3 phần là 3 phần 4 cái bánh Ta nói 3 cái bánh chia đều cho 4 bạn Thì mỗi bạn được 3 phần 4 cái bánh 3 cái bánh chia đều cho 4 bạn Mỗi bạn được 3 phần 4 cái bánh Ta có phép chia 3 chia 4 bằng 3 phần 4 Như vậy chúng ta có nhận xét Mỗi phép chia cho một số tự nhiên khác không Chúng ta có thể viết được dưới dạng phân số, có tử số chính là số bị chia, mẫu số chính là số chia. Ở đây các em lưu ý, không có phép chia cho số 0, cho nên số chia phải luôn luôn khác 0. Thầy giáo lấy thêm một ví dụ khác. 8 chia 3, chúng ta có thể viết dưới dạng phân số là 8/3. 6 chia 6 chúng ta có thể viết dưới dạng phân số là 6 phần 6. Được chưa? Nhận xét thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không. Các em nhớ số chia luôn luôn phải khác không nha. Có thể viết thành một phân số. Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. Ví dụ 3 chia 4, chúng ta có thể viết dưới dạng phân số là à, Tử số chính là số bị chia, vậy tử số là 3. Mẫu số chính là số chia, vậy mẫu số là 4. 3 chia 4 bằng 3 phần 4. Tương tự 7 chia 5 bằng 7 phần 5. 16 chia 2 bằng 16 phần 2. 3 chia 3 bằng 3 phần 3. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần hoạt động. Bài tập số 1 câu E. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số theo mẫu. Chúng ta có mẫu 5 chia 9 bằng 5 phần 9. Theo mẫu 13 chia 17 bằng à, 13 phần 17. Tử số chính là số bị chia. Mẫu số chính là số chia. Tương tự 21 chia cho 11 các em có thể viết dưới dạng phân số là 21 phần 11 40 chia cho 51 bằng 40 phần 51 72 chia cho 25 bằng 72 phần 25 Tiếp theo là các em sang câu B viết theo mẫu Chúng ta có mẫu như sau 18 chia cho 9 bằng 18 phần 9

bằng 42 phần 42. 42 chia 42 bằng 1. 0 chia cho 6 bằng 0 phần 6. 0 chia 6 bằng, bằng 0. Bài tập số 2 kem điền số thích hợp và ô trống theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau. 17 bằng 17 phần 1. Tại sao lại như vậy? À, 17 bằng 17 chia 1. Đúng không? 17 chia 1 thì các em viết thành 17 phần 1. Như vậy các em viết ngắn gọn là 17 bằng 17 phần 1. Tương tự 20 bằng 20 chia 1. 20 chia 1 bằng 20 phần 1. 47 bằng 47 chia 1.

Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó. Tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1. Được chưa? 47 bằng 47 phần 1. 0 bằng 0 phần 1. 85 bằng 85 phần 1. Tiếp theo là kem sang bài tập số 3. Chọn câu trả lời đúng. Có hai thùng như nhau đựng đầy nước. Người ta lấy hết lượng nước, nước của hai thùng đó chia đều vào 5 can. Hỏi lượng nước, nước ở mỗi can bằng mấy phần lượng nước, nước của một thùng? A 5 phần 7 thùng, B 5 phần 2 thùng, C 2 phần 5 thùng. Rồi, để giải bài toán này, các em hình dung như sau. Lượng nước, nước ở hai thùng chia đều vào 5 can. Rồi các em hình dung như sau. Nước nước của mỗi thùng các em chia thành 5 phần bằng nhau. Đây là các em hình dung đi nha. Lượng nước, nước của một thùng ta chia thành 5 phần bằng nhau. Rồi. Bây giờ các em lấy lượng nước, nước của một thùng chia đều vào 5 can. Thì mỗi can sẽ được là 1 phần 5 thùng. Được chưa? Mỗi can sẽ được 1 phần 5 thùng. Sau khi chia xong thùng thứ nhất, kem em lấy thùng thứ hai. kem em cũng chia đều vào 5 can. Thì mỗi can cũng được 1 phần 5 thùng. Như vậy sau khi chia thì mỗi can được 2 phần 5 thùng. Nói cách khác là lượng nước, nước của hai thùng chia đều vào 5 can thì lượng nước, nước ở mỗi can bằng 2/5 lượng nước, nước của một thùng. Các em hình dung được chưa? 2 phần 5 lượng nước, nước của một thùng kem em chọn đáp án C. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.